Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Sáng vào ngày 29 tháng 3 năm 2020 thì cơ sở đồ gỗ Hiền Lành tiếp tục giới thiệu tới quý vị trên toàn quốc một mẫu sản phẩm nữa là bộ bàn ghế Hoàng Gia bằng gỗ hương đá hàng liền khối. Đây là hàng đặt của anh Cường ở trong Vũng Tàu, và bên cạnh đó là những bộ ghế tần. Đây chúng tôi cũng đang đi vào quy trình hoàn thiện để cho quý khách trong thành phố Hồ Chí Minh. Quý khách đã tin tưởng xem qua YouTube và đặt hàng online. Vâng, và chúng ta quay trở lại với bộ bàn ghế Hoàng gia liền khối này. Thì chúng tôi cũng báo luôn kích thước để cho quý vị nắm bắt được. Toàn bộ bộ ghế Hoàng gia này chúng tôi làm chân cong, chân 24 phân đủ dáng cong, đục cong 2 điệu, đục lối cổ truyền 3D và được đục tay, thủ công 100%. Phần mặt ghế là chúng tôi làm dày 12 phân. Phần vách tựa chúng tôi làm dày 10 phân. Phần tay là tay đặc. Bộ ghế Hoàng gia này là gồm 4 chiếc ghế đơn. Thì thông số như sau là chiều rộng 1m27, chiều sâu 87 và chiều cao là 1m70. Khác rất nhiều các hàng bình thường trên cơ sở đồ gỗ trên toàn quốc. Hàng mà chúng tôi làm ra là dài 1m27, sâu 87 và cao 1m70. Được đục chạm hoa lan tây, hoa hồng, xen kẽ. Chân là chân cong. Chân cong 24 phân, quý vị có thể xem chi tiết. Rồi quay rất chậm rồi để cho quý vị xem. Bộ ghế này là bộ gồm 4 chiếc ghế đơn và 2 chiếc bàn trà. Bàn to là khách hàng không đặt thì chúng tôi không làm. Chúng tôi làm theo yêu cầu của khách hàng. Toàn bộ trương là chúng tôi đục hoa lan tây. Đây là đơn đặt hàng của anh Cường ở trong Long Sơn, Vũng Tàu. Anh đã đặt chúng tôi rất nhiều gỗ mun rồi. Trong mấy năm trước là anh đã dùng rất nhiều đồ gỗ mun hoa của chúng tôi rồi. Thì lần này anh lại tiếp tục đặt cho công ty một bộ bàn ghế Hoàng gia gỗ hương đá. Hàng liền khối, không ghép, mặt liền, vách liền. Vách dày 10 phân, ván mặt dày 12 phân. Hàng rất dày. Quý vị nào muốn sở hữu bộ sản phẩm như này thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lành qua hai số điện thoại là 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng giới thiệu tới quý vị rất nhiều những mẫu sản phẩm rồi, đồ gỗ rồi. Hoành phi câu đối rồi, bàn ghế, giường, hoàng gia. Những mẫu bộ bàn ghế phong cách gỗ mun hoa, bộ bàn ghế Âu Á hộp, bộ bàn ghế tần Thủy Hoàng. Bộ bàn ghế Hoàng gia này là được đục chạm hai mặt. Và phần chân là chân cong 2 điệu, nhìn rất là uyển chuyển mềm mại. Và được đục tay 100% thủ công. Tôi xin nhắc lại là chiều cao của chiếc ghế đơn này là 1m70. Thường thì là một bộ ghế 6 món. Bình thường là hai chiếc ghế đơn, một chiếc ghế dài, một bàn, một đôn và một bàn trà. Thì anh đã đặt chúng tôi là 4 chiếc ghế đơn và 2 bàn trà, là cũng là bộ 6 món. Thì sau khi hết dịch thì chúng tôi sẽ chuyển vào trong Vũng Tàu cho anh để tiện xe. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất.